Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Xe Máy An Thành Phát. Ở clip hôm nay thì đáp ứng những nhu cầu câu hỏi của các bạn là một số màu về dòng xe Subaru TNR cũng như Winner V2 á, thì hôm nay thì ở clip này họ sẽ giới thiệu hết tất cả những màu Winner V2 có ở cửa hàng Huệ để cho các bạn được tham khảo nha. Cửa hàng Huệ là An Thành Phát, nằm trên đường quốc lộ 13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0961 469 919, gặp trực tiếp anh Côn để được tư vấn cụ thể hơn. Thì Huệ sẽ cập nhật luôn giá xe này ở cuối tháng 5 cho các bạn có thể biết rõ ha. Xe này thì hiện tại bên Huệ đang bán với giá là 54 triệu dành cho những màu nguyên bản. Giá này thì Huệ báo luôn lúc nào cũng có thuế VAT rồi các bạn ha. Mình mua trả góp thì mình trả trước tầm khoảng 5 đến 7 triệu là được. Hồ sơ thì chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái thôi. Như vậy thì họ đã nói xong, nói về cái khoản giá cả và lại hình thức trả góp rồi. Thì bây giờ thì họ sẽ giới thiệu về những phiên bản Subaru TNR tại cửa hàng họ nha. Đầu tiên, em này là màu đỏ đen bóng nha các bạn. Em này là màu đỏ đen bóng nè. Màu này thì được thiết kế rất là hài hòa giữa màu đỏ và màu đen. Và ở đây thì mình có tem xe nè ha. Thì cái con này thì chắc là thông số kỹ thuật thì các bạn cũng đã biết rõ rồi. Con xe này với hộp số 6 số và đồng hồ điện tử mặt LCD. Thì nó sẽ, nói chung là con xe này thì chắc các bạn cũng biết rõ rồi, cho nên mình nói sơ sơ thôi. Màu thứ hai là màu xám bạc nè. Màu này trong gà vẹn nó sẽ là màu đen bạc các bạn ha. Màu này là màu xám nè, màu này là màu nhám, xám nhám nha. Màu này thì cũng khá là được nhiều các bạn trẻ ưa chuộng rồi ha. Và màu thứ ba mà muốn giới thiệu đó là màu đen bóng. Đây, màu đen bóng. Màu này cũng được thiết kế là theo hai cái màu là màu đỏ và màu đen. Nhưng mà màu này thì màu đen nó nhiều hơn đỏ ha. Màu đỏ thì mình chỉ có chữ RTR thôi, là màu đỏ thôi. Con xe này là màu đen bóng nè. Và cuối cùng, em cuối cùng đây là màu đỏ đen nhám. Nó khác hẳn với cái con xe lúc đầu, là cái con này cũng là màu đỏ đen nhưng mà nó là với cái dàn áo nhám ha, trơn nha các bạn ha. Màu này thì cũng khá là nhiều bạn hỏi là con này cũng rất là đẹp ha, hiếm luôn. Con này là dòng chữ Honda màu trắng, được thiết kế chữ nội tạo điểm nhấn nè ha. Với dòng chữ con này thì nói chung là thông số kỹ thuật á, với lại số động cơ thì chắc các bạn cũng đã nắm rõ rồi. Hôm nay thì họ chỉ nói sơ lược cập nhật giá cả ở giữa tháng 5 này cho các bạn có thể biết rõ hơn thôi. Bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0961 469 919 được đặt dưới góc trái màn hình để có thể nhận tư vấn thêm nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Huệ. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để video clip sau Huệ sẽ cập nhật thêm một số dòng xe khác. Và cũng như là bạn nào có nhu cầu mà thích loại xe gì thì cứ để lại comment. Cảm ơn các bạn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.